Huỳnh Long Hải, một người làm phim hiền hậu đã qua đời. Ngày 19 tháng 11, trên Facebook các nhà làm phim đã xuất hiện những status nghẹn ngào bởi một người anh thân thiết của họ, chủ nhiệm phim, kiêm diễn viên Huỳnh Long Hải vừa qua đời. Trên Facebook của đạo diễn Nguyễn Phương Điền thảng thốt, nghe tin mà bàng hoàng không thể tin nổi anh đã ra đi thật rồi, vĩnh biệt anh, một người anh nhân hậu hiền như cục đất, thật thà như đếm hết lòng với các thế hệ đàn em, là bà đỡ mắt tay cho các đạo diễn trẻ, cầu mong anh thanh thản nơi miền cực lạc. Hỏi đạo diễn Nguyễn Phương Điền mới biết, chủ nhiệm phim Huỳnh Long Hải vừa mất trưa ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 11, anh ra đi bất ngờ. Đạo diễn hình ảnh nhà quay phim Nguyễn Khai Linh cũng chia sẻ sự bất ngờ ấy trên Facebook cá nhân. Thật sự buồn và quá buồn. Một người anh, một người chú luôn lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho mọi người. Một người luôn luôn quan tâm và trong sáng. Một người anh hết lòng với nghề. Anh có một câu, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc cũng xúc động viết, nhớ thương chú, một người chủ nhiệm luôn hết lòng vì anh em. Phim Cha và Con và là kỷ niệm làm phim đẹp đẽ cuối cùng với chú. Hồi đó biết đoàn phim mình chẳng có nhiều tiền, chú hay đi chọn cảnh bằng xe máy, chả quản ngại đường xá xa xôi. Có lần mình phải bịa ra biết bao lý do để chú chịu đi ô tô từ Sài Gòn xuống Long Hải. Chỉ vì một cái vỗ vai, một ánh mắt hiền hòa của chú là mọi căng thẳng tan biến hết. Huỳnh Long Hải sinh năm 1948, quê ở Long An. Sau năm 1975, anh tham gia đoàn kịch Kim Cương từ công việc hậu đài cho đến những vai phụ, đã để lại ấn tượng với vai Hương Quản Sĩ trong vở Lá Sầu Riêng. Với vai diễn trong phim truyền hình được yêu thích nhất của Huỳnh Long Hải là vai Ba Rằng của phim Hương Phù Sa, đạo diễn Võ Tấn Bình. Diễn viên Long Hải đến với nghề chủ nhiệm phim từ phim Người Đàn Bà Yếu Đuối, sau đó là Taxi, Ngã Rẽ, Mẹ và Con Trai, Công Nghệ Thời Trang, Đỗ Quyên Trong Mưa, Đồng Quê, Màu Xanh Đôi Mắt, Cây Sầu Đau Sinh Đôi. Anh mất lúc 12:20 trưa ngày 19 tháng 11, anh hưởng thọ 68 tuổi. Thời gian khâm liệm lúc 21:00 ngày 19 tháng 11 tại nhà riêng, số 60/5 đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Động quan lúc 12:00 ngày 22 tháng 11, hỏa táng tại Phúc An Viên, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!